Chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Sơn hôm nay thì có dịp về Châu Đốc. Thì lúc trước Sơn có quay một 4 cái clip. Lúc nào Sơn cũng mơ ước để giúp được 4 người đó. Thì hơi thế là hôm nay lại có một mạnh thường quân giúp đỡ cho Sơn là để về cho món quà đó. Thì hiện tại là Sơn đang ở Mỹ Đức. Thì đây cô chú anh chị, Sơn hiện đang có mặt ở ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì cái đường quẹo vô đây là vô cái chợ Mỹ Đức. Đó là cô chú anh chị, cái này là sau lưng ở phía sau của chợ Mỹ Đức. Đây cô chú anh chị, thì Sơn sẽ dừng cái điểm này để mua gạo đây và mua luôn trứng cho chị luôn. Trong đó thì gồm có chị Nga, chị Nhãn nè, rồi có chú bị 81 tuổi nè, rồi chú bán vé số nè, rồi chú Hải Cục nè. Thì mình mua luôn tổng cộng là 4 phần quà luôn cho chú. Chị ơi, chị bây giờ em mua 4 phần quà như vậy đó, chị em tính từ món cho em là vô một phần quà thì nó tổng là giá tiền bao nhiêu tính giùm em nhé. Dạ em cảm ơn chị. Đó thì nhờ cô này ghi giùm cái phiếu cho mà mỗi một phần quà. Đó thì trong lúc chờ đợi thì Sơn review một cái chỗ gặp nơi này là để bán để bô nước đá nè. Còn xích tới là họ bán cá. Bên này là họ bán khô. Đó thì ghé vô tiệm này để mua chung phần quà luôn. Tại vì cô này có người chở giùm cho mình vô. Đây thì gạo. Đây có mềm thơm nè, thơm mềm nè. Tấm run nè. Cái này cái 15 này ngon không chị? 15 dạ. Này là gum ngon lắm luôn á. Đó. Đó là gạo gum ngon, gạo dạ. Miên á, gum cái bằng gum là miên á, gạo miên. Dạ rồi, chị lấy cái này mỗi bịch 10 kg. Mà 4 bịch. Nha. Dạ cảm ơn chị. Đó mình sẵn mua một lúc vậy luôn cho họ chở vô cho mình. Thì để cho cô bác khỏi cần thì phải đi mua. Mì gấu đỏ chua cay. Mì gấu đỏ chua cay thì bao nhiêu tiền một thùng chị? Cái này là 58.000 thùng đó. Dạ, còn gấu đỏ như này? À cũng 58 luôn. Dạ. Vậy còn hảo hảo thì bao nhiêu chị? Hảo hảo tới 100, hảo hảo lúc gà nó mất. Dạ. Thì vậy cho em 4 thùng hảo hảo luôn. 4 thùng hảo hảo. Dạ. Cái mì này nó được tặng 6 gói nè. Mì gấu đỏ chua cay nó tới 36 gói luôn. Còn rồi, cái này ok, vậy là lấy cho em 4 thùng kia. Cái 4 thùng gấu đỏ đi. Cái này nó tặng được 36 gói đó. Dạ ok. Có cái chị này bán hàng dễ thương lắm này mà cô chú anh chị. Bán cái đâu đó rõ ràng, nói rõ ràng luôn. Dạ. Đó. Rồi, chị lấy cho em 4 thùng đó nha. Thùng này nó được 36 gói rồi. Dạ, cảm ơn chị. Còn mấy kia được có 30. Dạ. Đó cô chú anh chị thì tương tâm thái tử. Cái này là một chai dầu ăn này là 2 lít. Và Sơn cũng chọn nước tương tam thái tử cho ngon. Đó, là hoàng quà này cũng có rất là giá trị cô chú anh chị. Đó thì em lấy hai loại này luôn. Đó. 18 kg đường chị lấy 4 thùng mì. Thì đây cô chú anh chị thì Sơn cho mỗi phần quà là có gồm có 2 4 6 8 món luôn. 8 món thì có 13.000. Gồm có một chai dầu ăn 2 lít nè, nước tương nè, cái đường nè, muối nè, gạo nè, mì nè, trứng vịt nè, trứng gà luôn. Là một phần quà 313.000. Là mỗi một phần. Đó thì Sơn sẽ mua 4 phần cho 4 gia đình. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 14. 14 tuổi hả? Tên gì? Dạ Cát Tường. Cát Tường. Tên đẹp nhờ. Bé gái phụ phụ mẹ hay là cô? Dì. Dì hả? À, gia phụ dì. Một mình bưng 3-4 thùng mì giỏi lắm cô chú anh chị. Dạ thì hồi nãy Sơn mua còn mua thiếu bột ngọt, bây giờ nên kêu chị lấy thêm bột ngọt, 4 bịch bột ngọt nữa là bằng 180.000, 108.000. Cộng với 1.252.000 thì bằng ra 1.360.000 chẳng. Đó.
À, tổng cộng là 1 triệu 360 ngàn. Đây em gửi chị 1 triệu. 1 triệu rưỡi. Chị là chị thôi, chị thôi em lại 140 ngàn là đủ. Dạ ok chị. Rồi đủ hai chị ha. Dạ. Chúc Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe. Rồi chị cứ nhìn như đây chị nói chuyện là họ sẽ nghe. Chúc Mạnh Thường Quân có nhiều sức khỏe để có tiền giúp đỡ những người nghèo khó. Dạ em cảm ơn chị, em chào chị. Đó thì chị đang sắp trứng vô, bỏ vô cái thùng giấy này của chú anh chị để đem vô cho các cô bác cần được giúp. Thì hôm nay Sơn quay được xuống đây để giúp cho được 4 gia đình. Trước đây Sơn đã quay rồi, cảm thấy rất là vui, rất là mừng. Bao nhiêu mơ ước bây giờ Sơn đã trở thành hiện thực rồi. Quá tốt lắm. Nói chung là đợt trước em cũng có quay cho chị, thì cũng một cái niềm hy vọng lớn lắm mà em cũng mong lắm. Bởi vì kênh của em thì cũng mới thành lập thôi. Thì hôm nay thì nhờ sự giúp đỡ của một người Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, thì anh cũng có kêu nhu cầu em là xuống gửi cho chị một chút tiền với lại là một phần quà. À, anh đó là anh tên Hùng ở bên Mỹ á. Tại vì anh coi cái clip của em á thì anh gửi cho một người một chút, coi như gọi là lòng yêu thương á. Nói chung là nó không có nhiều, nhưng mà cái tấm lòng của anh là từ bên Mỹ anh gửi tiền về để hỗ trợ cho em đi. Thì đi giúp người thì em không ngại đâu, còn nếu đi cấp bóc rồi thì em thôi xin lỗi, nói trước xin lỗi không nhận, còn nói đi giúp người thì lúc nào em cũng đi. Thì dạo đây thời gian này em nói sao rồi chị? Mày hả? Dạ. Đợt trước Sơn có quay em này nè, em Tùng 27 tuổi. Đợt trước Sơn có quay rồi thì đến ngày hôm nay thì được như mong đợi của Sơn, mà cố gắng đợi tới hôm nay thì có anh Hùng gửi cho gia đình anh chị một số tiền với một phần quà. Thì phần quà đó thì nó cũng là 300 mấy thôi cô chú anh chị. Ủa rồi bọc bò đó rồi sắp sửa ra chưa anh? Chưa đâu, mình mới mua đây mà ra. Dạ. Chủ ta ngày nào nó ra thì mình ra chứ mình không có. Là nãy anh nói ý anh nói là người ta bỏ vốn ra mình bỏ công. Thì nó khoảng bao lâu thì được thu nhập anh ha? Mình nuôi từ khi một năm mấy không chừng. Dạ. Mình đắt mình mướn á thì tiền mình nữa, mình chia đó rồi mình lấy tiền mình trả tiền đắt, rồi cám, rồi gạo, rồi muối, là nó ngay nói chung ra là mình một năm ngoài thì mình cũng kiếm được 4-5 triệu đó rồi. Dạ. Bởi vì cái số cám là một năm là mình cũng hết 3 triệu rồi, 10 bao là nó 3.2 triệu. Dạ. 3 triệu thôi. Còn ủa bé gái anh đâu rồi? Còn đi học hay là đi nghỉ? Chị có thể cho em gặp em được không? Tại vì có một chú ở Thụy Sĩ. Thì chị cho gặp em đi, em sẽ trình bày cho chị nghe. Thì nếu như mà có người mà nói giúp đỡ cho em học tiếp tục thì em học không? Tại vì có một cái chú này ở Thụy Sĩ, hiện giờ chú đang ở kẹt Việt Nam. Nhưng mà cái hội từ thiện của chú là ở bên Thụy Sĩ luôn. Thì chú muốn là những con em mình đi học thì chú lo một thời gian nhất định. Cái này cũng bên tài trợ nè, mà không biết phải ở đâu tài trợ cho đi học ấy, chứ đâu có tiền có bạc gì đâu. Thì chú này chú cũng nói chúng ta chia sẻ cho em nghe là chú cũng nói là lo cho con em đi học cũng lo tiền ăn luôn, là một thời gian nhất định thôi. Thế thì em nghe cái tin này em rất là mừng. Thì em cũng xuống đây để trao đổi với anh chị như thế nào. Thì sẵn đây gặp em thì em hỏi ý kiến để em luôn.
Thì theo như em nghĩ như vậy thì em có thấy tiếc không? Ủa xin lỗi em tên gì? Bình. À, khi mà mình nghe được cái tin như vậy, mình bỏ học như vậy, mình thấy có tiếc không? Nhìn đây nè, để cho chú thị sĩ là chú nhìn chú biết liền. Cái người thị sĩ, chú là ở Việt Nam nhưng mà chú có vợ bên thị sĩ á. Rồi coi như là mình không có duyên để đi học nữa, đúng không? À, dạ em chào chị với anh. Thì trong thời gian gần đây thì cũng có dịch cho nên là em chưa về được. Thì bây giờ về em có đem số tiền của anh Hùng về. Thì anh Hùng này ở Mỹ, anh gửi cho anh chị một phần quà, quà 100 đô. Thì em đến đây thăm anh chị rồi, sẵn em ghé em gửi luôn. Trước thì cảm ơn anh Hùng đã theo thì chú, tại vì hoàn cảnh cũng quá khó khăn rồi, chứ nó thấy đi giờ có mình đang tôi mặn, cái này mặn nó xỉu. Đây 100 đô thì của anh Hùng ở Mỹ gửi cho chị. Đây chị nhận giùm em. Rồi chị có nói gì giờ là với anh Hùng không? À, tôi cũng cảm ơn anh Hùng nhiều. Tại vì gia đình quá khổ phải mới nhận số tiền này. Anh Sơn có muốn nói gì không anh Sơn ơi? Cảm ơn chú Hùng cũng như ta là. Dạ, thì nói chung thì em bỏ công ra cũng mang xuống cho anh chị để mình có bớt được một phần nào anh ha. Thì như đợt trước em nghe chị nói là một ngày từ sáng cho tới 2-3 giờ gì đó thì chỉ được có 45 ngàn. Bây giờ cũng hết trơn rồi, có mặn có gì đâu. Là sao chị? Cũng như người ta nhổ dây đó bỏ rồi ta mới xới đất, còn có 10 ngày sau mới xuống giống mà có 20 ngày sau nó mới có nẹp đọt vô dây được. Là bao nhiêu ngày nữa mình làm được nữa? Là bây giờ chứ sang giống dây nè rồi tháng nghỉ thì cỡ tháng. Là sau một tháng là mình làm tiếp. Thì hôm nay em xuống đây thì nói chung cũng có hai cũng có ghé là cái chủ mua quà, cũng nhờ cái chị chủ quán cho hai đứa em chở phụ với em, chứ em không biết sao chở, tại vì một tay em quay một tay em chở đồ, một mai sau lưng chở đồ nữa, em không biết sao chở luôn á. Rồi chị cho mừng cái mít. Là cái giấy gì cho nó lại giùm em cái. Sổ lương. Sổ gì chị? Sổ lãnh lương. Sổ lãnh lương. Dạ, chứ còn giấy bệnh thì không có. À sổ lãnh lương là của em Tùng, khi mà tới tháng lãnh lương lãnh là bao nhiêu giờ chị ha? Qua Tết thì lên được 540. Qua Tết thì được lên được 540. Dạ. Là một tháng chia cho em á 500 một tháng là được 540. Tại vì có một chị cũng hỏi em cái vấn đề của em Tùng. Thì sáng nay xuống em hỏi cái vấn đề đó coi như thế nào, có nắm thêm được thông tin gì thì để em về em nói với chị. Giấy bệnh thì mình phải nằm viện đầu nó mới có giấy bệnh, chứ còn khám này không đâu có vụ giấy bệnh, cũng như mình đau mình nhập viện nó mới có giấy xuất viện. Dạ. Còn mình không nhập viện mình đi khám không đâu có vụ giấy bệnh đó. Dạ. Thôi bây giờ em bắt em lấy em đưa em Tùng về Sài Gòn được không? Đưa chị bệnh đó hả? Không, em đem lên ở với em lên trả luôn. Ở trên có người nuôi luôn. Thôi tôi nói thiệt chứ chú nghe mẹ, chứ chú không bỏ con như vậy được. Nhưng mà ý định đây là em xuống và chở em Tùng về chở anh. Không, chú thương thì chú giúp chú cảm lấy chút mấy chứ không cho đi. Tại bởi vì có nhiều người nói là cho chị một số tiền em để em đưa em Tùng về Sài Gòn. Thì chị nghĩ sao? Nói với chú vậy tới nghèo thì nghèo, chứ như con tôi đưa đi thì tôi không có đưa. Ví dụ như chú đi vài bữa, một hai bữa về thì tôi cho, chứ còn cho đi luôn là không cho. Tại vì có một chú mấy người ta nói là cho chị 50 triệu hay là 100 triệu gì đó để rước em Tùng về Sài Gòn luôn. Không, cái giao luôn là tôi không có giao. Thì chú đói thì gặp đắt ăn, chứ giờ đưa nhiêu giờ tôi cũng không giao con cho chú Hà như thương á, thì cho nhiêu thì cho, còn mà giao con tôi luôn là tôi không có giao. Dạ rồi, nếu vậy thì
thôi chị đừng có xúc động, chị bình tĩnh nha. Thật ra thì em cũng nói đùa với chị thôi, thì chị có cái lòng thương như vậy thì rất là hiếm có. Bởi vì em thấy chị nuôi em Tùng đã 27 tuổi rồi. Hồi nhỏ biết bao nhiêu người mà người ta kêu đem bỏ, tôi nói không. Ví dụ con mình á, hỏi chú gà dịch này một khi á, mắt con còn khóc một la, còn mình vậy con hỏi chú sống thì nó cách nào phải không? Đợi tới đâu hay tới đó, bây giờ miếng thương tôi á thì cho giúp đỡ nhiều thì tôi lấy nhiều, còn cái vụ mà giao nó luôn thì tôi không giao. À, em đùa với chị á, em đuổi chị chứ chị bình tĩnh ha. Tại vì hiếm có người mẹ nào mà thương con không để mà người khác dẫn đi đâu chị. Thì ở đây là nói chung thì trước là cũng đem số tiền gửi đến chị, là anh Hùng anh cũng hối em lắm, cũng hối em đem xuống lại cho chị. Rồi anh Sơn còn nói gì nữa không anh Sơn? Mà nếu như thiệt tình mà có người ta dẫn em Tùng về Sài Gòn thì anh chịu không? Không, anh không chịu. Rồi. Chẳng thà đấu thì chịu chứ không ra. Rồi. Tôi nói hồi đó bây giờ mến tay mến chân rồi. Dạ thì thưa cô chú anh chị, hồi trước Sơn cũng có quay một lần rồi, cũng mua quà cho chị. Thì hôm nay thì Sơn trở đây thì cũng nhờ được anh Hùng ở anh Mỹ, anh tài trợ cho đi xuống đây trao cho chị Nhãn. Thì khi mà mua quà thì cũng nhờ hai thành viên này, con cháu chủ quán. Thế là Sơn mua quà đó được hai người, hai em này chở vô đây. Rồi bây giờ Sơn mới đi xuống lấy quà lên. Thì hồi nãy em mua quà đó thì cũng nhờ có hai em này chở vô mới được, chứ em vừa một tay quay một tay chở không được. Rồi anh Hùng anh kêu mua món quà như thế này thì em mua như vậy cho đủ luôn. Một thùng mì, một bịch đường, bịch muối, bột ngọt, nước tương, gạo và thêm 20 trứng, là 10 trứng gà, 10 trứng vịt. Đây, 10 trứng gà, 10 trứng vịt. Chứ hồi nãy mà nói em chở vô mình em không biết làm sao chở. Tại vì một tay em quay, rồi em vừa chở hàng vô nữa, chở quà vô nữa thì em không chở được. Nên phải có nhờ hai tiểu thơ này. Đó, nhờ giúp. Em ngồi đi, em ngồi đi. Đó. Thì sau này em có giúp ai với này thì chắc nhờ hai em này. Đó. À, theo như hai em thì chở phụ anh như vậy có mệt không? Thì khi đến nơi rồi em nghĩ như thế nào? Em thấy hoàn cảnh đây như sao? Rồi anh cảm ơn em nha. Còn em nghe nói là em cũng hay từ thiện. Thì em từ thiện những gì? Làm bánh rồi đem phát cho những cô chú bán vé số, mấy bé bán vé số, hoặc là tụi em lên cô nhi viện trên Châu Đốc mình á, để phát cho những người già neo đơn và mấy bé mồ côi. Rồi anh cảm ơn em nha. Rồi chị Nhãn ơi, bây giờ cũng xong rồi, quà em cũng trao chị rồi, thì chắc lẽ là em phải đi đến một cái hộ khác nữa. Dạ, chị cũng cảm ơn chú nhiều. Dạ thì thôi chị cứ anh chị cứ yên tâm bình tĩnh ha, thì nếu có ai mà gửi quà tiếp dạ, thì em sẵn sàng em nhận và cũng sẵn sàng mang xuống tới nhà cho chị như thế này. Nói chứ em giúp người thì giá nào em cũng đi hết á, cực khổ như thế nào em cũng đi hết á. Còn nói đi làm chuyện bậy bạ là em xin lỗi trước, không nhận ha, hai chị ha. Dạ, chị cảm ơn chú. Rồi em bé bay chị, em chào chị nha, em chúc chị sức khỏe nha. Dạ thưa cô chú anh chị,
Video xin tới đây Sơn xin kết thúc nha. Hẹn cô chú anh chị lại video sau. Nếu có chỗ nào sai sót thì cô chú anh chị để lại bình luận bên dưới để Sơn quay video tiếp theo được tốt hơn. Chứ đừng có chửi tại nhân quay YouTube á. Trời ơi, tao biết mày ơi, tao 71 tuổi rồi đó. Con 11 á, con này còn thằng này, tao còn này đâu. Sớm mày đưa tao. Dạ, xin thưa cô chú anh chị, thì tới cái đoạn này á, thì cái telephone của Sơn nó bị hư. Nên là nó bị e, nên là Sơn bỏ cái phần e đó đi. Thì mong cô chú anh chị thứ lỗi. Thì cái đoạn video clip sau đây, thì khi mà Sơn nói lên một cái lời ý kiến để cho anh đi bán vé số, thì có vẻ như anh ngập ngừng và ngại đi bán vé số. Mà trong khi đó thì ông cụ Mai Văn Tống á, ông ở nhà một mình, thì anh nói là ở một mình ở nhà thì anh không yên tâm. Nhưng mà anh đi hơi đồng hồ thì anh cũng đâu về được. Nhưng mà anh bán vé số thì lợi được một cái ở chỗ là ảnh bán vé số có thể chạy tới chạy lui ở nhà được. Nhưng mà anh không chịu. Thì Sơn có mở lời lên nói nếu như anh có càng bán để cho có đồng tiền ra đồng tiền vô nuôi cho ông cụ, thì Sơn sẵn lòng bỏ vốn vào cho anh để cho anh đi bán. Nhưng mà nào ngờ thì anh trả lời theo cái cách kiểu là ngại đi bán vé số, ngại mời khách. Theo Sơn thì nghĩ như vậy. Và có hai em gái đó đi ở chỗ, cái chỗ tiệm tạp hóa Sơn mua, thì có hai em gái đi đến nhà của anh luôn. Thì có hai em đó nghe mà về tới tiệm của em gái đó, thì em gái đó thật lại cho mình nghe thật lại cho Sơn nghe, thì em gái đó rất là khó chịu khi nói chuyện. Bởi vì có người giúp đỡ cho mua bán mà anh lại không nhận. Thà là đi làm hồ bữa có bữa không, chứ không phải ngày nào cũng có đâu nghe cô chú anh chị. Đó, thì khi mà Sơn trở lại được thăm nhà anh á, thì Sơn cũng rất là muốn để cho anh có cái công việc để làm ổn định. Nhưng mà anh trả lời với Sơn á là không muốn đi bán vé số đâu. Theo Sơn nghĩ như vậy, bởi vì thật sự Sơn cũng được anh Hùng tin tưởng giao số tiền đó để giúp cho anh mà anh không nhận, kiểu như anh không nhận mà anh không có nói thẳng ra, mà cứ anh cứ nói chuyện mà suy nghĩ. Thì theo Sơn nghĩ thì anh này sẽ kể, không phải kể cả Sơn, anh xin lỗi, không phải cả Sơn không đâu, mà luôn cả hai em gái đó cũng đều ý nghĩ như Sơn, là nghĩ anh này không mặc cảm á, không chịu đi bán vé số mà chỉ là thích đi làm hồ, mà trong khi đó thì đi làm hồ là bữa có bữa không. Nên là Sơn mở lời lên thì anh lại nói như vậy. Thật sự là Sơn cũng cảm thấy buồn và thất vọng. Bởi vì anh đã nhà cửa thì được đoàn kết trao tặng, nhà thì không có gì. Thì Sơn cũng một lòng để giúp anh, để cho anh có được một cái số tiền mà mua bán hàng ngày đó cô chú anh chị, để cho có tiền vô ra, thì để cho nuôi ông cụ được. Nhưng mà Sơn hỏi đi hỏi lại với anh á, thì anh có vẻ như là không chịu. Thế thì sau đó Sơn mới nghĩ ra một cách là thôi bây giờ em nói với cô chú anh chị bên nước ngoài hay là ở Sài Gòn á, là sẽ lãnh ông cụ lên đó nuôi cho ông cụ luôn, không thiếu cái gì hết, ăn uống đầy đủ. Thì theo như Sơn nghĩ và theo cái cách của anh nói chuyện á, thì Sơn nghĩ là anh đang có dự tính 50-50. Có nghĩa là 50 là anh muốn giữ, bây giờ 50 kia anh muốn cho ông cụ đi. Thì hôm nay Sơn mới nhìn ra được cái bộ mặt của cái anh này, là có nghĩa là chắc sau này anh cũng bỏ ông cụ bơ vơ. Gọi là nói cho hôm nay cho dễ hiểu, là sau này ông cụ chắc có thể là anh này bắt hiếu với ông cụ. Bởi vì sao? Sơn thấy hôm nay xuống, thật sự mà nói luôn, Sơn nói thật sự, cô chú anh chị thông cảm và bỏ qua cho Sơn một câu nói. Em vô nhà hôm nay mới đứng trước cái cửa thôi, cái chỗ mình ngồi, cái chỗ anh đang ngồi đó, em đứng ở ngoài thôi, mà cái mùi nó rất là hôi.
bởi vì ông không có xuống giường được, đáy tắm gì cũng nằm ở trên giường đó, đáy tắm hết chứ không có xuống dưới. Thì ở dưới cái giường đó nó một cái có một cái che một cái miếng bọc đó cô chú anh chị, để khi mà ông cụ đi toilet đó, nó có chảy thì nó chảy xuống cái bọc đó, nó chảy ra ngoài, nhưng mà anh không cho ra ngoài, anh chứa ở đó. Nó rất là hôi khi mà nước tiểu của mình, nước tiểu của con người á, nó rất là hôi. Nhưng mà nói với anh thì đã mấy lần rồi, thì hôm nay Sơn đến lại nữa thì nó nhắc lại lần thứ ba, nhưng mà anh cũng vậy, là hôm nay là ngày Sơn lại nhắc một lần nữa, thì hôm nay là ngày thứ hai, 27 tháng 4, thì Sơn lại nhắc nữa thì anh cũng dạ thưa thưa, nhưng mà không bao giờ mà em thấy anh dọn cho chỗ ông cụ để đừng có bị hôi. Bởi vì ông cụ đã bị bệnh rồi mà còn hôi hám nữa thì ông cụ lại bệnh thêm đó. Thì Sơn có ý kiến trong cái video này, tại vì nó bị cái phần này nó bị mất đi cái tiếng nói trong đó.